Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ tự tái thực hiện món tôm hấp nước dừa. Đây, mình đã chuẩn bị xả tôm này các bạn. Ôi trời ơi, tôm con nào là rất chỉ là tôm, không tôm bình thường mà tôm hùm nữa. Mình không có tiền đâu mà ăn. Đấy, bây giờ mình bỏ xả vào đây, nồi này. Giờ mình sẽ tỏ tôm vào. Tôm mình là xử lý sạch sẽ nhá. Cắt rau gạt ria rồi, bây giờ thả vào rồi. Đã, tất cả đã là sạch sẽ. Úi xời. Đấy, đấy là nước dừa các bạn. Tôm hấp nước dừa, đã gọi là tôm hấp nước dừa là phải gọi nước dừa. Ai cái món này thì chắc có lẽ ai biết. Bây giờ mình sẽ lặng đi nước dừa vào đấy, nó có nước dừa này, nó có cả tớt dừa nón. Sợi ơi. Đấy, tính là thôi. Và bây giờ là mình sẽ cho lên bếp. Thì vô một cái nữa. Đấy, cho lên bếp và hấp thôi. Đơn giản. Đây các bạn, bữa ăn của mình là rất chỉ là đơn giản. Chỉ có một nồi canh, hai người ăn. Và bây giờ là món tôm. Và món chính đó là tôm hấp xạ. Đấy, hai người ăn ít các bạn. Đấy, còn vậy thôi, một số canh. Một nồi canh, cơm. Con lần này nó ăn cùng ấy ra, nó ăn có 3-4 bát thôi mày. Đấy, mày ha. Đấy, bây giờ là tôm hấp ấy. Mình bây giờ là mình sẽ đợi tôm chín là chơi nó. Trong thời gian mà đợi tôm chín thì phải chơi bát cơm trước. Bát cơm ăn. Vâng, tôm đã bắt đầu sôi. Bỏ xả lên nữa. Chế lắm thơm. Thích thích các bạn ạ, lâu lắm mới được ăn tôm. Lâu lắm mới được biết tôm là cái gì đấy. Bây giờ là chỉ chờ tôm chín nữa là bụp thôi. Quá đơn giản cho một món tôm hấp. Không phải quá cầu kỳ. Nếu mà có một tí gừng, đập ít gừng vào bỏ vào nó thơm, ngon. Đấy, con lần này ăn như bính. Mới có bát thứ 3 các bạn. Tôm chưa chín mà bát thứ 3 rồi, cơm hết rồi. Tính khục. Ăn đi, ngồi, đấy, ăn đi hơn. Đấy, ăn đi không? Ừ, mình thấy không các bạn thấy không? Mặt mí mặt lên đấy. Vâng, tôm mặt đâu thơm mùi xạ. Mùi chưa? Mình sẽ đầy lại một tí cho nó thấy nó thơm. Thịt nữa chắc. Mình sẽ lật con tôm cho nó chín cái đều. Mình chín đều lật con tôm cho nó nhánh. Từ người ta kéo từ tục là hạnh phúc. Ê, nhà bọn mình có cải vào đây á. Rất là thơm các bạn ạ. Xả rất chỉ là nhiều, có 6-7 con, 8 con tôm mà ăn một đống xả. Anh là 9. 9 con tôm mà ăn được một đống xả. Thế lại chỉ được 10 con nha, phải biết được. Đấy, mình sẽ tập xả lên đây cho nó. Mùi hương nó ngào ngạt. Nhìn rất thì là hấp dẫn, đơn giản nhưng mà hấp dẫn. Tôm nó phải múa tôm gọi là tưới, gọi là nhảy bụng nước té tẹt. Đấy.
con lợn này đang ăn bạn thứ tư các bạn ơi. Trời ơi nồi cơm nguội. Đợi lại. Đấy. Không ăn à? Không ăn nữa thì nhìn đấy. Đấy. Mình chưa ăn được bát cơm nào, mình chỉ đợi tốn chị mình mới ăn được. Mấy muốn nữa nhau. Đấy cái món này. Mình suy nghĩ mày mày nghĩ ra cái món để ăn. Ai nói vừa thịt ăn mà. Đấy. Đây con lợn này ai các bạn ạ? Nhìn thấy không? Đấy, nó ăn như kiểu con lợn đấy. Mùi rất chi là thơm, rất chi là hấp dẫn. Nó bọn bạn và nó từ ngắn đến ngắn bạn hết xong cơm rồi mình nó phát biểu ý kiến với món tôm đi hơn món tôm này. Nếu ai mới làm biết thì người mùi là phát biểu được rồi. Người ta ngửi mùi là người ta biết món hay không nhiêu không mùi nước dừa đi giờ mà mùi ốc luộc nước dừa đó thơm được. Tôm hấp nước dưa với mía nó sữa đâu hiểu. Bây giờ là để tôm hấp nước dưa làm cái cho nó chín. Mình ăn thì ăn chín nhưng mà ăn sống. Mình biết sao là chín nhưng mà phải vang là chín. Vang rồi, đỏ rồi. Nhưng mà để cho nó chín kỳ kỳ tự. À giờ giảm nhỏ được, đấy, ăn dân. Nặng chết. Gặp ra cái này nấy, nặng chết. Gặp ra cho nó nguôi đi. Nhít nó cầm đi quen. Để quên đi về chụp mũi ảnh rồi. Thôi mình chỉ đăng, mình chỉ đăng ảnh buổi tối nha nha. Thanh niên sống ảo. Thôi để cho nó chị ngay. Bộ con đấy, bây giờ là bắp tôm là thường thực của anh nó thế nào? Cảm giác nó sạch đấy là lần đầu tiên mình từ hấp. Thôi ăn ăn thịt của người ta rồi, bây giờ là từ hấp. Thơm. Cái gì? Bắp á, bắp đi. Nóng lắm á. Xem canh anh bắp. Được. Quậy. Đấy, đúng chứ. Con to luôn. Cái đâu hả? Cũng có thịt á. Nóng, nóng. Nóng quá các bạn ạ. Trời ơi, mới ra lô. Trời ơi, không nghĩ có được đâu. Cho mình chậm mùi ăn. Để bây giờ cho mình sẽ thưởng thưởng thức một phạt. Rất chi là ngon. Trời ơi. Mùi tiêu nó cay nó ngon quá. Mùi thơm của dưa của tôm quá ngon. Rất chi là ngon các bạn. Mô em. Thanh niên đang người thấy mùi tôm đang thấy xem. Đây, đó thử đây. Trời ơi. Rồi. Và các bạn cùng ăn, bây giờ là mình ăn luôn đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi.